Đã từ bao lâu rồi ở Derby Manchester, Man United có thể chơi trên cờ Man City? Chính người mộ quỷ đỏ, họ cũng chẳng còn nhớ nổi. Trận đấu đêm qua một lần nữa phơi bày sự chênh lệch to lớn về đẳng cấp giữa hai nửa xanh đỏ thành Man. Những phút cuối trận, người ta còn thấy Anthony vô cớ đá vào chân Jeremy Doku với khuôn mặt bực dọc và nóng nảy. Đó là hình ảnh cho thấy MU đã bất lực đến thế nào trước đại kình địch cùng thành phố. Nghĩ nát óc, người ta cũng không thể tìm ra một điểm mà quỷ đỏ có thể vỗ ngực nói rằng hơn Man City ở điểm hiện tại. Có chăng là tệ hơn, thất vọng hơn hay tàn nát hơn? Từ trên sân đến thị trường chuyển nhượng, cách làm bóng đá, tầm nhìn của thượng tầng, nửa xanh đều tỏ ra vượt trội hơn hẳn nửa đỏ. Có một điểm chung giữa Man United và Man City là cả hai đều sở hữu tiềm lực tài chính đáng nể. Họ rất nhiều tiền, nhưng cách tiêu tiền thì lại hoàn toàn khác nhau. Man City dùng tiền mua thành công, điều này là đúng. Nhưng cách đội chủ sân Etihad đổ những đồng tiền dầu mỏ vào thị trường chuyển nhượng là thước đo để các đội bóng khác học tập. The Citizen mua người rất hợp lý và những cầu thủ đưa về luôn phù hợp với triết lý của Pep Guardiola. Khi bị đối thủ hét giá, họ sẵn sàng chuyển hướng sang mục tiêu khác. Alexis Sanchez, Harry Maguire là những thương vụ nổi tiếng mà Man City đã từ bỏ vì mức phí chuyển nhượng mà Arsenal và Leicester City đưa ra là không phù hợp. MU, đội bóng cũng nhiều tiền như City, đã chi đúng con số mà pháo thủ và bày cáo yêu cầu. Và phần còn lại, đó là lịch sử. Nửa xanh đang chứng minh cho nửa đỏ thấy rằng không phải ai cũng có thể dùng tiền để mua thành công. Không để quý vị phải đợi lâu, ngay sau đây, hãy cùng yêu bóng đá Nam Cô đến với bài phân tích. Như trước đó, các anh em khán giả của kênh đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn vào nút chuông thông báo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Cả một thập kỷ qua, Man City đều xếp trên Man United ở bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Quãng thời gian dài chứng kiến nửa đỏ tụt lùi sa sút, còn nửa xanh thì càng ngày càng bay cao. Phát biểu sau trận Derby Manchester ở vòng 10, chính Pep cũng đã không nghĩ rằng khoảng cách giữa hai đội lại lớn đến như vậy vào thời điểm này. Tôi biết những gì mà Man City đã làm và không biết Man United đã làm những gì vì không làm việc ở đó. Nhưng thành thật mà nói, tôi không ngờ khoảng cách giữa hai đội lại như lúc này. Bởi tôi đến đây cùng Jose Mourinho. Khi đó thì Man United còn có Zlatan Ibrahimovic và nhiều cầu thủ hàng đầu. Họ còn chiêu mộ được cả Romelu Lukaku vào năm 2017. Đừng dạy người giàu cách tiêu tiền. Ấy thế nhưng, City đã dạy cho United một bài học điếng người về cách vung tiền đổi lấy thành công. Cả tỷ bảng Anh đã được giới chủ UAE đổ vào thị trường chuyển nhượng. Đổi lại là gì? Là những thành tích vô tiền khoáng hậu. 6 năm gần nhất, họ vô địch ngoại hạng Anh 5 lần. Đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola khiến cả nước Anh quỳ rạp dưới chân bởi sức mạnh vượt trội. Nhiều người còn cho rằng, còn Pep ở đây sẽ chẳng có đội bóng nào đủ sức để cạnh tranh với City. Ở biển lớn Champions League, thầy trò Pep Guardiola đã xuất sắc đánh bại Inter Milan để giành chiếc vô địch đầu tiên trong lịch sử. Sau nhiều lần vấp ngã đáng tiếc, Man City cuối cùng cũng đã bước qua cánh cửa thiên đường. Khi người City lên đỉnh thì thử hỏi, người United đang ở đâu? Họ vẫn mãi nhập nhằng trong mớ hỗn độn không tìm ra lối thoát ở Old Trafford. Xem MU đá trên sân, đặc biệt là ở trận Derby Manchester vừa rồi, người ta có cảm tưởng đây không phải là một đội bóng. Đó là cách chơi theo kiểu mạnh ai nấy đá, không tổ chức, không hệ thống. Ten Hag muốn hướng quỷ đỏ theo cách chơi kiểm soát cửa trên, nhưng những trụ cột của MU đều là nhân chứng của Ole Bull. Suốt gần một thập kỷ qua, từ những cái tên đã thành danh như Luis Van Gaal hay Jose Mourinho, rồi đến người cũ Ole Gunnar Solskjaer hay Ralf Rangnick, tất cả đều ra đi không kèm không trống. Quỷ đỏ cứ mãi loay hoay đi tìm sự ổn định như những gì từng có ở triều đại Sir Alex. Những chiến thuật và lối chơi khác nhau, những cầu thủ, đội hình khác nhau, tất cả như chỉ sắp xếp một cách tạm bợ dù bất kỳ ở thời điểm nào. Các tân binh được đem về với những mức giá trên trời mà không có những đánh giá chính xác về khả năng thích nghi của cầu thủ đó tại Man United. Chuyện không bao giờ xuất hiện dưới kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson. Đã từ khi nào, chẳng còn ai biết đâu mới là gã hàng xóm ổn nào của Manchester. Lần gần nhất, Man United đăng qua ngoại hạng Anh là đã từ năm 2013. Trong quãng thời gian này, City lên đỉnh 6 lần, với 3 lần vô địch liên tiếp trong 3 mùa giải gần nhất. Đối với bất kỳ câu lạc bộ lớn nào, một thập niên không danh hiệu chắc chắn dẫn đến sự sa sút về cả khía cạnh sân cỏ lẫn kinh tế, thậm chí là sụp đổ. Ấy thế nhưng, Man United là ngoại lệ. Nửa đỏ thành Manchester mãi mãi là đề tài tranh luận hấp dẫn bậc nhất làng túc cầu. Mỗi đợt thống kê đến, người ta luôn thấy doanh thu quỷ đỏ mặc định thuộc hàng top. Nhưng Man United đâu cứ mãi ăn mày dĩ vãng như thế được. Nếu quỷ đỏ cứ trồi sụt thêm 10 năm nữa, chẳng ai dám khẳng định đội bóng này sẽ không sụp đổ.
thậm chí là cuốn gói khỏi hàng ngũ ông lớn luôn. Nhất là khi thế hệ người hâm mộ cũ đang già đi, lôi cả những ký ức về kỷ nguyên của Sir Alex vào quá khứ. Nhiều người cho rằng việc Man City đè đầu cưỡi cổ Man United suốt những năm qua là nhờ vào túi tiền không đáy của giới chủ UAE. Người ta cứ thao thao bất tuyệt rằng City dùng tiền để mua danh hiệu, nhưng thực sự MU mới là đội chi nhiều nhất trong 10 năm qua. Chớ chiều thầy, đổi lại là không một lần đăng quang Premier League. Trong quãng thời gian này, Man City lên đỉnh đến 6 lần và 3 mùa gần nhất thì họ đều là đội vô địch. Từ triết lý tấn công nữa, tấn công mãi đến sa thải nữa, sa thải mãi, MU đã rơi vào tình trạng khủng hoảng bản sắc nghiêm trọng sau thời kỳ của Sir Alex. Trong khi MU đang khốn khó thì gã hàng xóm ồn ào năm xưa đã không bỏ qua cơ hội để đề ga nhấn số. Sau từng ấy năm, giờ thì City đã có thể vỗ ngực nói rằng họ ở đẳng cấp khác so với MU về cả chuyên môn lẫn cách làm bóng đá. Nửa xanh thành Manchester đều là hình mẫu để mọi đội bóng học tập. Một quá trình vươn lên rất đáng nể của Man City. Suốt nhiều năm, Man City từng bị xem là chọc phú, chỉ biết ném tiền qua cửa sổ để đổi lấy thành công. Tuy nhiên, sau bao nỗ lực không biết mệt mỏi nơi hậu trường, nửa xanh thành Manchester đã thay đổi cách nhìn nhận của giới mộ điệu. Có mắt nghi ngờ, nay đã thành con mắt khâm phục. Man City nhiều tiền, đúng. Và số tiền khổng lồ đó được ban lãnh đạo đội bóng và Pep Guardiola chi tiêu một cách rất hiệu quả. Hầu như mọi cầu thủ cập bến sân Etihad đều phát triển một tầm cao mới so với chính họ trước đây. Hãy cứ hỏi Manuel Akanji, Nathan Ake, Hao Cancelo hay Ruben Dias, những cầu thủ đá như rồng như hổ trong màu áo Man City, dù trước đó chẳng ai nghĩ một trong số họ có thể đạt tới tầm như hiện tại. Theo tìm hiểu, bộ sậu của Man City được tổ chức rất quy củ và phân định rõ ràng để hoạt động hiệu quả. Trên bàn ghế huấn luyện là Pep Guardiola, một trong những chiến lược gia xuất sắc nhất trên thế giới. Bên cạnh đó, Pedri Christen và giám đốc điều hành Ferran Soriano được chủ tịch Khadun Al Mubarak thuê vào năm 2012 cũng đã tạo nên tiếng vang lớn khi từng làm việc tại Barcelona. Pedri Christen và Soriano đã xây dựng một mô hình tuyển dụng cho phép Man City săn lùng và tiếp cận các tài năng trẻ một cách nhanh chóng và thuận lợi. Nhìn trên bình diện châu Âu, nhìn mỏi mắt cũng khó tìm được đội bóng nào ổn định ở mức cao nhất như Man City trong những năm qua. Những thành tích trên sân cỏ thì không hề biết nói dối, ngoại trừ mùa đầu tiên 26-27 đứng hạng 3. Trong 6 mùa còn lại dưới thời Pep, Man City có 5 lần vô địch. Sau MU của Sir Alex, Pep và Man City là cái tên duy nhất vô địch ngoại hạng Anh 3 năm liên tiếp. Trước đây tất cả đều cho rằng để đội vô địch giành được 100 điểm là chuyện bất khả thi, nhưng mà Man City đã làm được ở mùa giải 27-28. Những kỷ lục vô tiền khoáng hậu khác thì cũng được thầy trò Pep thiết lập. Họ là đội bóng giành được nhiều trận thắng nhất trong một mùa, ghi nhiều bàn nhất trong một mùa, nhiều danh hiệu nhất trong một mùa. Với cứ đà này, khi Pep vẫn còn ở đây, Man City sẽ còn thống trị dài dài. Còn ai dám bảo Man City chỉ biết vung tiền mua danh hiệu? Họ có cả một núi tiền, nhưng họ dùng tiền đó để đầu tư rất hiệu quả. Sau nhiều năm chuyển mình, City bây giờ đang hưởng thụ trái ngọt. Khoảng thời gian trước mắt của làng túc cầu, viễn cảnh Man City đứng trên đỉnh và gieo rắc nỗi sợ cho tất cả đang là rất rõ.